Chào các bạn, hôm nay đồng hồ TV sẽ cùng bạn tìm hiểu chiếc đồng hồ của hãng Casio. Đây là dòng đồng hồ Baby G, là dòng đồng hồ rất là bền dành cho các bạn nhỏ. Và mã của chiếc đồng hồ này là Baby G BG560PP, có màu hồng. Và giá của chiếc đồng hồ này lúc mà nó ra mắt là khoảng 14.000 yên, tức là tương đương khoảng 2,8 triệu tiền Việt Nam. Về tính năng thì chiếc đồng hồ này có khá nhiều. Chúng ta thấy nó là dòng Baby G mã 560PP, có thể chịu nước được khoảng 20 bạt, có đèn nền này, lưu được 25 số điện thoại, chức năng đồng hồ, chức năng đếm ngày, chức năng bấm giờ 1% giây, có 5 khung giờ báo thức, tự động hoàn toàn về lịch và có cái thời gian hiển thị theo 12 giờ hoặc là 24 giờ. Rất nhiều tính năng hiện đại. Toàn bộ dây của đồng hồ là màu hồng và mặt cũng là màu hồng. Đặc điểm của dòng Baby G là nó thiết kế rất là dễ thương. Đây các bạn thấy dây thì là dây dạng bấm này để các bạn ý dễ đeo này. Dây này dây zin theo đồng hồ, và mặt sau thì chúng ta sẽ đọc được thêm thông tin, cũng in rất là đẹp. Đó là đồng hồ Casio có mã là 2286 BG560, được sản xuất tại Thái Lan và có khả năng chịu nước lên tới là 20 bạt, tức là chúng ta có thể bơi được đấy. Mặt trước thì bạn sẽ quan sát thấy màn hình hiển thị giờ và các thông số về lịch cũng như là thứ. Còn các nút chức năng nó sẽ có nút ở trên này là nút đèn, bấm vào chữ G này sẽ sáng đèn. Và đèn của đồng hồ này cũng là đèn màu hồng, vì đây là ánh sáng nó nhiều nên chúng ta không nhìn thấy đèn thôi. Nút ở bên dưới bên trái là nút mốt, là chế độ. Các bạn bấm này nó sẽ chuyển qua các chế độ. Thì mặc định thì là chế độ hiển thị giờ, phần dưới này là giờ phút giây, trên là năm này, sau đó là tháng ngày, và có biểu tượng rất là ngộ nghĩnh ở trên, nó sẽ nhảy và là hiển thị thứ. Còn cái phần tính năng ở trên góc bên phải ấy, là tính năng hẹn giờ này, rồi có thông báo hay không, hay là giờ mùa đông mùa hè có hay không. Bấm nút mốt thì chúng ta sẽ sang chế độ thứ hai, đó là chế độ lưu trữ số điện thoại. Các bạn có thể lưu trữ được danh bạ 25 số điện thoại. Muốn chỉnh thì chúng ta sẽ bấm vào giữ nút Adjust. Thì các bạn thấy đây là các bạn có thể chỉnh được tên người này và số điện thoại. Thì rất hữu ích là chúng ta sẽ lưu tên bố mẹ và các cái số điện thoại người thân cho các con, là các con sẽ không phải nhớ mà sẽ có sẵn ở đây. Đây chúng ta sẽ chỉnh được tên và số. Ngoài chức năng là lưu danh bạ của nhiều người trong gia đình, thì cái đồng hồ này có một chức năng nữa là đếm ngày. Bạn bấm nút mốt này 2 lần thì ra cái này là day counter. Thì cái chức năng này nó sẽ giúp chúng ta đếm từ năm tháng ngày thành là bao nhiêu ngày. Thì các bạn có thể lưu trữ được nhiều người đây. Nó sẽ tính ra ngày tuổi của mỗi người đấy. Ví dụ đây là Daddy này. Bạn có thể chỉnh tên này, bấm nút Adjust chỉnh này. Sau đó mốt để chuyển này. Rồi nhập vào là năm, tháng và ngày. Nhập xong bạn bấm nút Adjust thì nó sẽ tự động tính ra là tuổi là bao nhiêu ngày. Ví dụ đây là 14.777 ngày. Cái tính năng này sẽ giúp chúng ta đếm ngày tuổi khi mà biết cái ngày tháng năm sinh theo thời gian bây giờ. Còn chế độ thứ tư là chế độ hẹn giờ. Muốn chỉnh thì chúng ta vẫn là bấm và giữ nút Adjust, ta sẽ chỉnh cái giờ để nó báo thức. Trong phần alarm này các bạn có thể hẹn được tận 5 khung giờ báo thức, tức là 5 cái giờ độc lập nhau đấy. Các bạn sẽ chỉnh đây, muốn hẹn nào thì ta chọn nó rồi chỉnh. Còn nút trên này là tắt bật. Còn cái phần hiển thị 00 này là để xem mỗi giờ nó có báo tít tít một cái hay không. Nếu mà muốn bật tít tít một cái thì ta bấm nút trên này thì là nó sẽ báo theo giờ. Còn trên này là giờ hiện tại này. Chỉnh xong sẽ lại bấm nút mốt. Ở đây chức năng bấm giờ, bấm này để bấm giờ khi mà chạy bộ chẳng hạn. Ngoài ra thì các bạn có thể chỉnh một cái đồng hồ khác độc lập, tức là ví dụ các bạn có thể cho một cái đồng hồ của thành phố khác là chúng ta cũng sẽ thiết lập ở đây. Còn đây là đồng hồ chính. Thì muốn chỉnh cái đồng hồ chính này chúng ta cũng bấm vào giữ nút Adjust. Đây chế độ set này, các bạn sẽ chỉnh giây. Nhấp nháy nào chỉnh cái đó, bấm lên hoặc xuống để chỉnh nhá. Còn bấm nút mốt này để chuyển. Đây là chế độ là có trừ giờ mùa đông mùa hè không, như ở Việt Nam thì có để off nhé. Còn đây là chỉnh giờ, các bạn nhìn thấy là có chữ AM là giờ buổi sáng, còn P là giờ buổi chiều. Đây là chỉnh phút, đấy, chúng ta sẽ chỉnh theo đúng giờ hiện tại. Nó chỉnh năm này, chỉnh tháng và chỉnh ngày, rất là đơn giản. Chỉnh xong ta lại bấm nút Adjust.
vậy là đã chỉnh xong giờ. Thế còn ở chế độ hiển thị ấy, thì là cái nút chế độ hiển thị giờ 24 giờ. Bấm đây là hiển thị giờ 24 giờ thì đang là 15 giờ. Còn bấm trở lại thì là chế độ hiển thị là sáng chiều. Đấy là cách sử dụng chiếc đồng hồ BabyG. Còn về thiết kế, chúng ta sẽ có một cái chiếc đồng hồ cũng khá nhỏ gọn thôi. Size của nó là khoảng 42 mm. Chiều dày cả dây này là khoảng 16,5 mm. Còn chiều cao là khoảng 45 mm. Nó phù hợp với các bạn nữ học ở cấp 2 hoặc là cấp 1. Rất là dễ thương. Để có thêm thông tin về nhiều các loại đồng hồ khác nhau, các bạn đừng quên subscribe kênh Đồng Hồ TV. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.